chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về 3 điều mà mình rất thích khi sống ở Malaysia. Thứ nhất là về ngôn ngữ. 2 năm đầu tiên mình ở đây, xung quanh mình nói chung toàn là người nước ngoài, từ đồng nghiệp, bạn cùng nhà, khách hàng cho đến những người mình gặp ngoài đường. Cho nên mình có cơ hội tận dụng tối đa thứ ngôn ngữ mà mình đã học 4 năm tại đại học, chính là tiếng Anh. Cho nên đối với mình, đây là điều đầu tiên khiến mình cảm thấy thích khi đặt chân đến đây. Tuy nhiên, tiếng Anh không phải là quốc ngữ, nên thật ra đa số người dân nói không chuẩn. Cho nên là mình thấy tốt ở chỗ là được nói tiếng Anh nhiều thôi, chứ không có tác dụng nâng cao trình độ cho lắm. Một khía cạnh khác của ngôn ngữ mà mình rất thích là người dân ở đây nói được nhiều thứ tiếng. Trung bình, mỗi người ít nhất là 2 thứ tiếng. Ngôn ngữ chính thức là của Malay là Bahasa Malay. Nhưng nếu tính tổng cộng tất cả các phương ngữ thì ở đây có 137 ngôn ngữ khác nhau. Người Mã Hoa thường nói được tiếng Malay, tiếng Anh, Cantonese, Mandarin. Người Ấn thì nói được tiếng Malay, tiếng Anh, Tamil, v.v. Lúc mới sang đây, mình thấy các đồng nghiệp nói chuyện chuyển đổi ngôn ngữ rất là nhanh, tùy vào đối tượng là ai. Bản thân mình cũng là một người yêu thích ngôn ngữ cho nên mình rất là ngưỡng mộ điều này. Thứ hai là về cảnh quan. Hơi nghịch lý với những điều mình đã nói ở tập 1 ha, là lúc mới qua thì mình thấy cây cối nhiều, giống miền quê, không được hiện đại. Tuy nhiên, ở đây lâu thì mình mới phát hiện ra đây chính là điều khiến mình thích nhất về nơi này. Ở đây có các công viên cực lớn, ngay trong thành phố có thể thấy cây xanh ở khắp nơi. Dễ dàng tìm thấy các địa điểm đi leo núi, cắm trại, hòa mình vào thiên nhiên. Sau một tuần làm việc mệt nhọc, cuối tuần được ra công viên dạo bộ, đạp xe đạp, nhìn các câu lạc bộ Zumba tập nhảy, các bạn sinh viên làm các dự án quay phim nho nhỏ, hay là các gia đình cùng nhau tổ chức một buổi picnic cuối tuần. Mọi thứ khiến mình cảm thấy vô cùng thư giãn và hài hòa. Đây chính là kiểu cuộc sống work-life balance, cân bằng giữa đời tư và công việc mà mình luôn hằng mơ ước. Điều thứ ba là về con người. Malay là quốc gia đa sắc tộc với ba nhóm chính là người Mã Lai bản địa, Mã Hoa và Mã Ấn. Lại là quốc gia Hồi giáo với rất nhiều dân nhập cư đạo Hồi đến từ các nước khác. Nên thật ra là cũng sẽ hơi phức tạp đấy, và vấn đề kỳ thị sắc tộc là khó tránh khỏi, ngay cả đối với người Việt ở đây. Tuy nhiên thì nhìn chung mình vẫn thấy con người ở đây khá hiền hòa và sẵn lòng giúp đỡ. Ví dụ như hồi mình mới sang đây cần mua nhiều đồ tay xách nách mang, lúc ra khỏi khu vực thang máy thì phải đi qua một cái cửa, thì có một bé đi chung thang với mình, chắc là tầm khoảng 7-10 tuổi. Nó để ý rồi âm thầm đi trước và đứng giữ cửa giúp mình. Xong mình nghĩ lại thấy xấu hổ ghê, hồi nhỏ mình không có được hiểu chuyện và dễ thương như vậy. Hoặc là những cuộc nói chuyện rất là thân thiện với tài xế, hồi mới qua đây lúc nào mình cũng ngồi ghế trước khi đi taxi hết á. Hoặc là có lúc cuộc sống không ổn nè, mình đi ngoài đường hơi não nề thì cũng có người qua đường nhìn thấy và họ hỏi xem mình có ổn không. Hoặc là lúc mình xách nặng thì có một bạn nữ đạo Hồi đề nghị xách giùm mình với nụ cười rất là thân thiện trên môi. Những cử chỉ nho nhỏ như vậy thôi, nhưng nó làm mình cảm thấy rất là dễ thương và ấm áp luôn. Sống một mình ở một đất nước khác chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng mình tin là khi đến một môi trường mới thì sẽ luôn có thứ gì đó mới mẻ và thú vị để làm giàu trải nghiệm về tri thức cho bản thân. Còn bạn thì sao? Bạn yêu điều gì về nơi mà mình đã từng đặt chân đến?